Chào mừng các anh em đã đến với drama bóng đá. Mình là Quỳnh Diễm. Drama bóng đá ngày hôm nay đương nhiên không thể bỏ qua màn thu hùng giữa Real Madrid và Bayern Munich. Gần 100 phút tại Bernabeu đã tạo nên vô số những drama, nơi mà có những anh hùng bấm nút tự hủy để trở thành danh hề và có cả những danh hề bỗng trở thành người hùng. Còn bây giờ thì cùng hít hà thôi nào. Việt Nam có câu, người ăn không hết, kẻ lân chẳng ra. Điều này thì đang tuyệt đối đúng với trường hợp của Harry Kane. Trong khi bạn bè đồng trang lứa thì đều đã có giải nọ, cúp kia, thì tiền đạo người Anh vẫn chỉ là một vị vua không ngai, khi mà tài năng thì có thừa, còn danh hiệu thì... Tấm tifo tại sân vận động Santiago Bernabeu mang thông điệp Real Madrid sẽ không bao giờ đầu hàng. Một lần nữa, mái vòm sân Bernabeu đã được đóng lại, nơi mà cổ động viên vẫn nói vui, đóng vòm là đóng hòm. Thế nhưng, siêu phẩm của Alfonso Davies đã khiến cho không ít những cổ động viên chủ nhà nghĩ tới viễn cảnh bị đóng hòm trước Bayern Munich. Một cầu thủ của Real Madrid sẽ nhận được khoản tiền thưởng 1,4 triệu euro nếu câu lạc bộ giành được đủ 3 chức vô địch siêu cúp Tây Ban Nha, La Liga và Champions League ở mùa này. Với một khoản tiền thưởng cách xù trước mắt, ADN Champions League bỗng chảy mạnh hơn trong huyết quản của mỗi con dân Real Madrid thi đấu trên sân, dẫn với tổng tỷ số 3-2 sẽ giúp Bayern Munich đi tiếp và họ đến cuối trận thì vẫn đứng vững. Nhưng từ phút 88 đến 90+1, siêu dự bị Joselu đã tận dụng sai lầm của Neuer để ghi bàn gỡ hòa trước khi có mặt đúng lúc đúng chỗ để bóng đưa Real dẫn 2-1 sau quả căng ngang của Rudiger. Nhìn Joselu ghi bàn, không ai nghĩ rằng cách đây 2 năm, người đàn ông này vẫn phải bỏ tiền túi ra để đến Paris và xem Real Madrid đá chung kết Champions League. Kỳ tích chưa dừng lại ở đây, những giây cuối cùng của trận đại chiến Real Madrid-Bayern Munich, trung vệ Derlic dứt điểm tung lưới đội chủ nhà. Nếu tình huống đó trở thành bàn thắng, tỷ số trận đấu sẽ là 2-2. Vậy nhưng không, trọng tài Simo Masiniak lại thổi còi ngay trước khi Derlic dứt điểm. Ông vua áo đen cho rằng cầu thủ của Bayern đã việt vị, nhưng hình ảnh quay chậm cho thấy có vẻ đây là quyết định sai. Vấn đề ở chỗ trọng tài phải chờ hết tình huống mới được thổi còi để tham khảo VAR. Thế nhưng trọng tài người Ba Lan lại nổi còi quá sớm khi bóng vẫn còn trong vòng cấm của đội chủ nhà. Các cầu thủ ban huấn luyện Bayern Munich phản ứng dữ dội. Thế nhưng mọi thứ đã không thể thay đổi khi trọng tài đã cắt còi trước thời điểm bóng đi vào lưới và không thể can thiệp cho những tình huống mang tính nguyên tắc như vậy. Trong một cuộc phỏng vấn riêng với Be In Sport, Derlic tiết lộ trọng tài đã nói với anh: "Xin lỗi, bản thân tôi đã phạm sai lầm rồi." Ngay lời xin lỗi của anh tài thì có lẽ Derlic còn cay hơn ăn ớt. Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu với Movistar, Derlic tức tối cho biết: "Chỉ trong vòng 10 phút, bạn từ người chiến thắng thành kẻ thua cuộc. Quả thật là một đêm tồi tệ. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết luật. Nếu không rõ có việt vị hay không thì bạn phải để trận đấu tiếp tục. Đó là một sự ô nhục. Với bàn thắng của Joselu, anh ấy đã việt vị và trọng tài đã để anh ấy tiếp tục thi đấu. Còn tại sao chúng tôi thì không?" Nghe nói anh em hùm xám đang tính viết thư lên Liên Hợp Quốc để khiếu nại. Chưa biết có khiếu nại được hay không. Cơ mà số phận đói khát danh hiệu của Harry Kane thì vẫn không thay đổi. Nếu như Real có Jude Bellingham là một cầu thủ người Anh chơi trận chung kết Champions League tại Anh và đối đầu với chính đồng đội bóng cũ, thì Bayern Munich cũng có một cầu thủ người Anh khác vẫn sở hữu trong mình ADN của Tottenham Hotspur, đồng thời truyền bá tinh thần đó vào đội bóng mới của Bayern Munich. Nói thì nói vui vậy, còn trên thực tế Harry Kane đã có màn thể hiện tốt tại Bernabeu. Tuy nhiên vấn đề ở chỗ ông Thomas Tuchel lại giúp đánh giá quá sớm và đầy khó hiểu. Phát biểu trên TNT Sport, Owen Hart đã chỉ trích quyết định của Tuchel. "Tôi sẽ kể cho bạn nghe điều bất ngờ. Harry Kane rời sân. Đó là một trong những cầu thủ tầm cỡ nhất ngồi dự bị mà tôi từng thấy ở một trận cầu quan trọng đến cỡ này. Rút một tiền đạo ghi 44 bàn, là người bền bỉ nhất trên sân và tung vào sân chút bồ màu tỉnh. Có lẽ Tuchel muốn tận dụng chiều cao của cậu ấy trong những quả phạt góc. Tôi cũng không rõ. Dù sao thì bạn cũng không thể đưa Kane ra ngoài. Thời gian chính thức cũng còn tới 15 phút. Tính thêm 10 phút bù giờ thì trận đấu còn tới 15 phút. Tôi đã nói ngay với Bosco là Real Madrid sẽ ghi bàn." Lần đầu tiên kể từ mùa giải 2011-2012, Bayern Munich trắng tay ở mọi đấu trường họ tham dự. Vậy khi mà Harry Kane vẫn đang ghi bàn cực cháy, thì người ta chỉ có thể lấy một lý do duy nhất cho sự khô hạn danh hiệu này. Đó là vía của Kane quá nặng. Bên cạnh Harry Kane thì thủ môn Manuel Neuer là cái tên giàu cảm xúc nhất trong màn đối đầu này. Bắt cả trận thì không ai biết, sai lầm 2 quả cả nước hay. Sơ sẩy trong 3 phút, thủ môn người Đức đang từ người hùng bỗng trở thành danh hề tại nhà hát Santiago de Bernabeu. Màn thư hùng giữa Real Madrid và Bayern Munich đánh dấu trận đấu thứ 140 của Manuel Neuer tại đấu trường UEFA Champions League. Ở tuổi 38, thủ môn người Đức hướng tới lần đầu tiên giữ sạch lưới trước Real Madrid trong sự nghiệp. Và tại Bernabeu, người đàn ông này đã khiến cho hàng công của Real phải khóc tiếng mãn trong gần 90 phút. Trong một thế trận mà Andre Onana có thể vào lưới nhặt bóng ít nhất 6 lần, Manuel Neuer vẫn vững chãi như bức tường thành, nơi mà hai ông lõi con Vinicius và Rodrigo chỉ biết cầm nín. Cơ mà trong một trận đấu không có chỗ cho sai lầm, thì Neuer lại mắc một sai lầm để trả giá bằng cả trận đấu. Một pha ném bóng hỏng của thủ thành người Đức đã chính thức ném đi chiếc cúp tài vòi mà họ đã có thể giành được ở mùa giải năm nay. Mà nói đến bóng ném, cách đây không lâu Neuer vừa đón cậu con trai đầu lòng với cô vợ Annika Piecel. Annika từng là vận động viên nổi tiếng của đội tuyển bóng ném hạng 2 Đức. Chỉ vì yêu Neuer, cô quyết định gác lại sự nghiệp để chuyển về gần Munich cùng Neuer. Không rõ có phải vì nhớ vợ quá hay không mà thủ thành này lại có pha ném bóng chuẩn xác đến như vậy. Cứ mặt chuẩn từng mm vào chân đối phương và phần còn lại là lịch sử. Trước trận bán kết lượt về Champions League, Neuer cho rằng cả Bayern và Real đều không muốn mắc sai lầm, phải chuẩn bị cho mọi kịch bản. Thế nhưng thực tế đã cho thấy không một cổ động viên Bayern nào có thể tưởng tượng ra một kịch bản sai lầm như vậy được viết bởi Manuel Neuer. Bắt hay 87 phút cũng chẳng ai biết, nhưng sai lầm 2 lần liên tiếp thì chắc chắn rồi, cả thế giới hay. Với màn thể hiện từ người hùng thành danh hài, Manuel Neuer trở thành nạn nhân mới nhất của Real Madrid. Một đội bóng luôn biết cách biến thủ môn đội bạn trở thành một gã học việc trong những khoảnh khắc quyết định. Sau những Loris Karius, Donnarumma, giờ thì chúng ta có thêm Manuel Neuer được kết nạp thêm vào danh sách tấu hài. Trên khán đài hôm nay còn có thủ thành huyền thoại Oliver Kahn. Không rõ ông nghĩ gì về người hậu bối của mình. Thậm chí nhiều fan Bayern còn đặt biệt danh mới cho Manuel Neuer, đó là Manuel Nầu Hốp. Một chiến thắng có dấu hiệu của sự may mắn nhưng mà lại hoàn toàn xứng đáng cho Real Madrid. Trong đó thì yếu tố khán giả đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Anh em hãy cùng xem là người hâm mộ của kênh Trắng đã chuẩn bị cho trận đấu này như thế nào nhá. Angela, vợ của trợ lý Davide Ancelotti, đồng thời cũng là con dâu của thầy Carlo, đã phải đăng một story trên IG than phiền rằng cô đã nhận được quá nhiều tin nhắn của các fan hỏi mình về đội hình xuất phát của Real Madrid trước Bayern Munich. Angela yêu cầu tất cả dừng lại và nói rằng cô không biết gì về bóng đá cả. Điều quan trọng nhất hãy tin tưởng vào ban huấn luyện và các cầu thủ trên sân. Làm người nhà thôi mà cũng bị liền đới, rõ là khổ. Cảnh sát Tây Ban Nha thuộc hàng cứng rắn và thiện chiến nhất trên thế giới. Cơ mà hãy nhìn cách họ đối mặt với các cổ động viên của Real Madrid. Trông nó đông và hung hãn thế kia thì mấy anh police cũng phải rén. Nhưng cảnh này thì tôi khuyên thật, ông nào là fan của Bayern cũng nên tém tém lại, ngồi im và thở nhẹ thôi. Lỡ miệng một phát có khi đi luôn cả xà chứ không có đùa đâu. Dù đang ở nước Mỹ xa xôi, Lionel Messi cũng bị réo tên bởi các cổ động viên của Madrid. Người hâm mộ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha liên tục hô vang: Messi là thằng khốn, Messi là thằng khốn. Vẫn chưa rõ động cơ nào khiến cổ động viên Real Madrid lại lôi M10 vào cuộc. Thực ra tầm này trong đội hình Real cũng không thiếu những ngôi sao thượng thừa có thể tạo ra điều kỳ diệu: Rodrigo, Vinicius, Jude Bellingham. Cơ mà tất cả đều kém một bậc so với Joselu, ghi 2 bàn trong những phút cuối để mang về tấm vé dự chung kết. Trong lịch sử có mấy người được như Joselu? Anh chỉ là cầu thủ được Real Madrid mượn từ đội bóng hạng 2 Espanyol với giá 1,5 triệu euro vào đầu mùa giải này. Khi gia nhập câu lạc bộ chủ sân Bernabeu, anh đã 34 tuổi. Ở tuổi 34 và 42 ngày, Joselu trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi 2 bàn thắng sau khi vào sân từ băng ghế dự bị trong lịch sử vòng đấu knock-out UEFA Champions League. Thật không hiểu kiểu gì, Real Madrid đúng là có vấn đề về khâu chuyển nhượng. Chả hiểu sao chỉ giảm 500.000 euro để mua một ông tiền đạo ghi 2 bàn ở bán kết Champions League và khiến đội nhà ngược dòng đội bạn. Đá đâm thế thì chết dở, không nên nghỉ sớm làm gì cho phí ra. Và đến đây thì thời lượng cho chương trình cũng đã hết rồi. Anh em muốn hít hà drama về cầu thủ hay là đội bóng nào thì hãy để lại comment ở bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.